Nếu các bạn nghe được những dòng này thì hãy thận trọng, bởi vì tôi sẽ tiết lộ cho các bạn bí mật quan trọng nhất. Bí mật về ông trùm. Ủa? Trùm nào cơ? Trùm Figure và trùm cuối, chuyên cung cấp những mô hình nhân vật và áo thun, áo hoodie này nọ chất lượng nhất với giá cực kỳ hợp lý trên Shopee. Tất những nhân vật trong anime đều đã xuất hiện trên kệ hàng của shop với nhiều mẫu mã và màu sắc cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Và đặc biệt là bất kỳ đơn hàng nào được chốt bằng mã giảm giá của KD thì sẽ được giảm ngay 10% nha. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy bấm vào phần mô tả của video để click vào link mua hàng ngay thôi nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với KD Anime. Bộ truyện Detective Conan đã khiến cho bao trái tim phải mê mệt với những nhân vật vừa điển trai vừa tài giỏi như là Shinichi, Kudo Jusaku, Akai Shuichi. Và trong số đó chắc chắn không thể thiếu anh chàng da ngăm Amuro Toru, hay còn được gọi với bí danh là Papon. Anh chàng với ba bộ mặt này trong những lần xuất hiện ở manga, anime, movie hay cả series riêng đã đều gây được những ấn tượng đặc biệt đối với các fan của bộ truyện Conan và khiến chúng ta càng ngày càng phải hướng nhiều sự chú ý với anh ta. Từ vẻ ngoài điển trai cùng với sự thông minh nhạy bén cho đến cả tài nấu ăn siêu đỉnh, Amuro đã được đề cử là ông chồng quốc dân của hàng triệu fan girl nhà Detective Conan. Với độ hot cực khủng như vậy thì không ít người đã tò mò về thông tin của chàng trai tóc bạch kim này. Và hôm nay hãy cùng KD Anime điểm qua vài sự thật mà chưa chắc các bạn đã biết về Papon nha. Giờ thì KD go. 1. Được tác giả xây dựng là một nhân vật phản diện. Sự thật đầu tiên có lẽ sẽ khá bất ngờ với rất nhiều người. Ý định đầu tiên của tác giả Aoyama không phải là tạo ra một chàng trai tóc bạch kim siêu ngầu hay là một cánh tay phải đắc lực của phe trắng. Papon được tác giả khắc họa là một kẻ ác chính hiệu, một con người đầy nguy hiểm và bí ẩn đến từ tổ chức áo đen, mang nhiệm vụ truy tìm Sherry. Thế nhưng, ý định sau đó đã được bác bỏ. Sensei cũng phải thú nhận rằng vì anh chàng này quá ngầu, thế nên tôi đã thay đổi và biến cậu ấy trở thành người tốt. Nếu không có cuộc tẩy trắng mỹ mã này thì quả thật là phe trắng đã có thêm một đối thủ nặng ký, một thiên tài điều tra vô cùng danh ma và nhanh nhạy. Chắc chắn nhóc Conan sẽ không ít lần phải cân não và tốn nhiều công sức xử lý một kẻ thù khó nhằn như vậy, lại còn phải che giấu và bảo vệ thân phận cho cô bạn Haibara thật kỹ, thật đáng sợ phải không nào? 2. Tình đầu là mẹ của Haibara. Trong chap 1011 manga, khi tác giả tiết lộ quá khứ của Papon, các fan đã được một phen bất ngờ khi phát hiện ra mối liên hệ giữa anh và mẹ của Haibara, Hell Angel. Khi còn nhỏ, anh rất hay bị bạn bè bắt nạt vì màu tóc và làn da của người ngoại quốc. Những lần như vậy thì một người bạn tốt của anh là Akemi, cũng là chị gái của Haibara, đã đưa anh về nhà để nhờ bố mẹ cô, vốn là những bác sĩ đại tài, băng bó và chữa trị vết thương cho bạn mình. Thế là từ đó, Amuro đã gặp Hell Angel rồi làm quen và kết thân với cô. Để gặp được Elena thì cậu nhóc đã bao nhiêu lần cố tình đánh nhau bị thương để được chăm sóc. Và từ bé, anh đã biết báo là thế nào. Và sau nhiều lần tiếp xúc với cô thì anh dường như đã phải lòng mẹ của Haibara. Và cũng chính sự biến mất của cô ấy là lý do mà Amuro gia nhập Bộ An ninh Nhật Bản. 3. Nắm giữ bí mật của chỉ đại Vermao. Vermao là một thành viên kỳ cựu của tổ chức áo đen, nổi tiếng là một nhân vật đầy bí ẩn của Detective Conan với câu nói "A secret makes a woman woman", nghĩa là bí mật sẽ làm nên sự quyến rũ của một người phụ nữ. Thế nhưng, thật bất ngờ khi cô lại để lộ bí mật động trời về mối quan hệ giữa cô và ông trùm cho Papon. Chúng ta lại một lần nữa khâm phục tài năng moi móc thông tin của anh chàng gián điệp này. Đúng là chẳng có gì có mắt được tài điều tra của anh. Nhưng cũng phải thật đáng nể khi Papon không hề sợ bị trừ khử vì lý do nắm giữ bí mật về đứa con cưng của Boss, mà trái lại anh còn rất tự tin khẳng định đã sắp xếp để nếu tôi chết thì bí mật của cô sẽ bị bại lộ. Wow! Đúng là anh này cũng không phải là dạng vừa đâu các bạn ạ. 4. Sở hữu một series manga riêng. Với độ hot và lượng fan cực khủng thì nhân vật đa tài này đã được ưu ái với một series manga mang tên Thám tử lừng danh Conan, giờ trà của Zero. Đây là một series lấy trung tâm là nhân vật Amuro Toru kể về cuộc sống với ba gương mặt khác nhau của anh. Đầu tiên là với thân phận Ray Furuda, một thanh tra đầy quyền uy của NPA, cơ quan cảnh sát quốc gia. Tiếp theo là Amuro Toru, anh chàng bồi bàn thân thiện của quán cà phê Poirot. Và cuối cùng là Papon, tên tội phạm nguy hiểm của tổ chức áo đen. Trong bộ series này thì khán giả sẽ được biết đến nhiều khía cạnh hơn về cuộc sống thường ngày và quá khứ của anh chàng.
series sẽ kể về những ngày bình thường khi anh là một nhân viên của quán Poirot, thích giúp đỡ mọi người, một thanh tra hết mình trong những lần nhiệm vụ nguy hiểm và một Amuro bình thường ngày ngày tập thể dục và chăm sóc cho chú chó của mình. À thì ngoài ra là series manga này hiện nay đã được chuyển thể thành series anime có mặt trên Netflix rồi nhá. Không chỉ vậy, anh còn xuất hiện trong phần ngoại truyện khác mang tên Thám tử lừng danh Conan, Học viện Cảnh sát. Series này sẽ đào sâu về quá khứ của không chỉ anh chàng học viên Furuya 22 tuổi, mà còn là khoảng thời gian tươi đẹp của anh khi ở cùng với bộ 5 anh chàng xuất sắc của Học viện Cảnh sát thủ đô. Và các fan của Amuro cứ gọi là tha hồ mà đu idol nhá. 5. Sự thật thú vị về những cái tên. Như đã biết, Amuro Toru còn có tên thật là Rei Furuya. Trong đó, hai cái tên này là phép đổi chéo giữa tên nhân vật chính trong bộ truyện Chiến binh Gundam Amuro Rei và tên của người lồng tiếng cho anh ở bản anime Toru Furuda. Điều thú vị hơn nữa là kẻ thù không đội trời chung của anh chàng gián điệp Purpon và Akatsuki cũng được lấy cảm hứng từ tên kẻ thù của Amuro Rei là nhân vật Cha Anabo. Có lẽ là Sensei đã thật sự chú tâm và dành nhiều thời gian cho nhân vật này thì mới dùng nhiều chất xám như thế chỉ để đặt tên cho nhân vật đầy phức tạp như Amuro. 6. Được tác giả công nhận là đầu bếp giỏi nhất Conan. Nếu như bạn là fan cứng của anh chàng thì chắc hẳn là các bạn đã biết đến tài nấu ăn thần sầu của anh rồi phải không nhở? Để tiếp cận với bác già Mori thì anh chàng đã xin là nhân viên của quán cà phê Poirot gần văn phòng thám tử. Và ở đây thì anh chàng đã có cơ hội để thể hiện tài năng nấu nướng của mình với những món như là bánh sandwich, cà phê, mì và còn rất nhiều món ăn khác nữa cũng đã được anh làm vô cùng hoàn hảo và bất kỳ vị khách nào cũng hài lòng. Và đặc biệt hơn là trong một tập phim của Conan thì có một vị khách đa mê mẩn món bánh sandwich mà Amuro làm đến nỗi là phải stalk anh chàng này ngày đêm để điều tra cho ra công thức bí ẩn của anh. Và sau cùng thì một người tốt bụng như Amuro đã không ngần ngại chia sẻ cách làm độc đáo của mình cho anh khách này. Và tài nấu ăn này cũng đã được chính tác giả công nhận trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2017 rằng Amuro là đầu bếp đỉnh nhất Conan. Có lẽ tác giả cũng thật ưu ái cho nhân vật này, thế nên mới cho anh ấy là một nhân vật hoàn hảo về mọi mặt như vậy. Bởi vì vừa có ngoại hình, vừa văn võ song toàn, lại còn nấu ăn siêu ngon. Bảo sao, bao nhiêu chị em fan nữ nhà thám tử lừng danh Conan cứ phải đổ rầm rầm. 7. Mẫu bạn gái lý tưởng. Hình mẫu lý tưởng của anh chàng có lẽ là điều khiến cho các fan luôn phải thắc mắc, và có thể là bạn cũng không biết đâu. Tác giả Aoyama đã từng đề cập tới hình mẫu bạn gái lý tưởng cho cả Akai và Amuro trong một lần phỏng vấn. Akai có mẫu bạn gái không cảm thấy khó xử dù cho anh có im lặng, và trái lại thì Amuro lại muốn một người có thể nghe anh chàng luyên thuyên cả ngày, thế nhưng vẫn không cảm thấy phiền. Đúng là hai người này sinh ra là để đối đầu với nhau, bởi vì đến cả gu bạn gái còn khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên thì các bạn fan nói chung và các chị em fan girl nói riêng cũng thỏa mãn được phần nào khi biết được sự thật này đúng không? Nhưng có lẽ là bạn gái tiêu chuẩn của Amuro cũng vẫn sẽ là đất nước Nhật Bản dài dài mà thôi. Mặc dù mới đi được cùng bộ manga Detective Conan được hơn 1/3 chặng đường, thế nhưng nhân vật này đã gây ấn tượng cho chúng ta từ những ngày đầu qua độ ngầu, sự bí ẩn và cho đến bây giờ thì độ hot của anh vẫn không hề giảm sút khi mà bộc lộ những mặt dịu dàng, tốt bụng của mình. Và vừa rồi là một vài thông tin mà không phải ai cũng biết về anh chàng lắm tài và vô cùng hoàn hảo mang tên Amuro Toru, hay còn gọi với bí danh là Papon. Với độ hút fan chẳng kém gì nhân vật chính thì chắc chắn là anh chàng này sẽ còn rất nhiều chủ đề hay ho để tác giả khai thác. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới nhé. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 17 giờ thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Bye bye!